Nàng tên gì? Mục Tâu, tỳ nữ tên gọi Tây Thi. Tây Thi à? Dạ. Trên đời này cũng có họ Tây nữa hay sao? Đại dương tên gọi Phù Sai. Không lẽ trên đời này cũng có họ Phù nữa hả? Hồn lắm! Phương sĩ! Chém! Hồn! Tại sao lại chém vậy tướng phụ? Bởi dân Việt nữ giúp xúc phạm quan trời thì làm sao tha thứ được? Nhưng đó lại là lời chân thật. Không phải khi là vua xuất ngôn hàng hỏi thì trống người ta không được trả được. Đó là hành động của một vị vua độc tài phong kiến. Đúng! Lời của đại vương là châu là ngọc, đối với con dân chính là cái dân chiến bại này nè. Được, truyền nhận công lệ cả mỹ nữ về cho nước Việt. Ai mới vừa cười? Dạ thiếp. Tại sao đang cười? Dạ thiếp cười gì? Đại vương thật là dễ thương, tiếng quốc họ sao cũng nghe theo. Bảo nhận cống lễ là nhận liền, bảo trả mỹ nữ là trả ngay. Thật là có hiếu à nha. Bài nữ Ha ha ha!